Dạ em chào chị Hân. Hôm nay da đẹp quá, em nhìn mãi mà không ra luôn. Thì theo em được biết là mình vừa thực hiện xong cái liệu trình điều trị da lần thứ 5 ở bên em phải không chị? Không biết là chị đang cảm thấy như thế nào về làn da của mình? Bây giờ là chị đang rất là ưng luôn á. Bởi vì là những cái vết tàn nhang nè, rồi lỗ chân lông cũng được se khít nữa, da thì căng bóng nữa. Không biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến viện thẩm mỹ Diva của tụi em chị? Trời, lúc trước đó là tình trạng da của chị nó xấu đó, nên là chị phải tìm hiểu các tất cả các viện thẩm mỹ luôn á, xong rồi chị thấy bên mình nên là chị tới để mình điều trị nha em. Sẵn đây thì chị Hân cho phép em cho quý khách hàng bên em xem cái hình ảnh trước và sau khi mình điều trị ha. Dạ đây, mọi người thấy nè, đây là hình ảnh chị Hân ghé để tư vấn và thăm khám trước liệu trình. Các bạn có thể thấy là da bị tàn nhang và nám hai bên rất là rõ, lỗ chân lông cũng khá là to nè, và da thật sự rất là khô và không đều màu. Thì đây là làn da sau khi mà chị Hân sử dụng liệu trình buổi thứ 5 ở bên em. Hiện tại là da rất là căng mướt, hầu như là ngồi đối diện gì là em không còn thấy được cái nám và tàn nhang hai bên má của chị nữa, và da rất là trắng sáng đều màu. Thì không biết là chị Hân có cảm thấy ưng ý với cái làn da sau cái buổi liệu trình này không? Chị rất là ưng luôn á. Mấy bạn với lại đồng nghiệp bên chị đang hỏi chị là mình đi điều trị ở đâu đó. Chị Hân ơi, mình có đánh giá như thế nào về chất lượng và dịch vụ ở bên em chị ha? Nhiều khi á chị rất là bận luôn, nhưng mà mấy bạn nhân viên nhiệt tình gọi điện thông báo cho mình để mình tới cái liệu trình của mình á, để cho chị có được làn da mong muốn như hôm nay nè. Dạ em chị cảm ơn chị Hân rất là nhiều. Cảm ơn chị đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ ở bên em. Thì sẵn đây em xin chúc chị luôn có một làn da tươi trẻ và khỏe mạnh như vậy nha. Em cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.